Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa rẻ vừa ngon. Và hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu châu Âu, một dòng xe rất là nổi tiếng, đẹp như thế này nhưng mà giá các bác chỉ bỏ ra tầm khoảng hơn 600 triệu thôi. Còn nếu các bác nào mà chưa đủ điều kiện thì các bác chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 300 triệu là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Peugeot 2008 đời 2021, lướt chạy được 2.8 rồi. Giá lốp Goodyear xe còn ngon và đây là một mẫu xe đến từ thương hiệu châu Âu mà được rất nhiều người ưa chuộng. Con này các bác có nhớ câu chuyện là vận động viên Điền Kinh Vũ Thị Oanh khi mà được nhận chiếc xe Peugeot 2008 thì nhiều người bảo đời 2008 mà đi tặng người ta thì không hiểu là kiểu gì. Thì đây là một cái mẫu mã xe 2008 hoặc là 3008 hay 5008 các bác nhá. Một mẫu xe thương hiệu nổi tiếng đến từ châu Âu và đây cũng là một cái dòng xe sang chảnh, mịn, thơm, xịn sò với rất nhiều các cái option gắn trên xe. Đây là bản GT Line nên là giá của nó sẽ nhỉnh hơn hẳn so với cái bản thường. Thế nhưng mà được cái các bác đã có một chiếc xe với động cơ máy 1.2 siêu nạp, xe còn ngon, sơn xi sạch sẽ và bao zin cho các bác, cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước nguyên bản này. Xe chuẩn chỉ này, la răng đúc này, phanh đĩa 4 bánh có ABS đầy đủ nhá. Và riêng cái dòng này thì đi cực sướng rồi, cực sướng cực phê luôn. Giá rẻ như thế này mà không mua thì còn mua cái gì. Với đồng hồ màn hình hiển thị số 2 tầng đấy, cam hành trình, cam lùi, vô lăng méo thể thao, kiểu dáng thì xe rất là trẻ trung. Nhìn thì cứ tưởng là con này tiền tỷ, đúng rồi, mua mới gần 1 tỷ đồng luôn. Thế nhưng mà các bác mà muốn mua chiếc xe này bây giờ rất là đơn giản thôi. Chỉ cần trả trước 300 triệu tiền mặt là các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi. Còn lại ta có thể trả sau ra vài năm, còn full tiền thì khoảng hơn 600 các bác nhá. Rất là rẻ luôn, rẻ hơn đến gần 300 triệu với một chiếc xe mà căng đét như này. Đấy các bác nhìn, xe mang biển Bình Dương, tư nhân một chủ từ mới, 61A93799, không tên công ty, ra tên hồ sơ pháp lý đầy đủ chuẩn chỉ luôn. Form xe là một chiếc xe có logo hình sư tử của Peugeot, một thương hiệu đến từ đất nước Pháp, từ châu Âu. Và cái dòng này thì đi chạy rất sướng luôn, đèn lắc định vị, đấy, đèn pha bi cầu. Và chất xe thì cam kết đảm bảo cho các bác là không đâm đụng, không ngập nước. Máy số zin và đồng hồ công tơ mét lăn bánh là 2.8 nha các bác nhá. Em này thì gần hết đăng kiểm rồi, đến tháng 11 năm 2023. Thế nhưng mà đến tháng này thì khi mà đăng kiểm sẽ đăng kiểm 1 năm rưỡi bình thường. Đồng sơn xe đều đẹp sạch sẽ và sơn của xe là sơn zin nguyên nha các bác nhá, chứ không phải là sơn lại. Và toàn bộ keo chỉ cánh hay là tất cả về phần máy của xe là bao nguyên bản cho các bác luôn. Xe chạy cực cứng, mỗi tội con này là máy 1.2 nên là nó sẽ ăn xăng như dòng i10 thôi, chứ không phải là ăn xăng như những cái dòng xe khoảng 3.0 hay là 2.5 gì cả. Đấy, dòng này là một cái dòng xe vừa đẹp này, vừa tiết kiệm nhiên liệu và thể thao, nhưng mà động cơ của chiếc xe lại là máy 1.2 siêu nạp có turbo nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu vừa ít này, động cơ khỏe này. Đấy, khả năng khí thải ra rất là tốt luôn. Nên là các bác đi những cái dòng này thì thực sự các bác là rất là an toàn. Đấy, có lợi cho mình. Về kinh tế thì cũng rất là ổn định luôn các bác nhá. Xe đầu tư ít nhưng mà lại hít được một chiếc xe cực kỳ ngon luôn. Và nội thất bên trong xe thì phải nói các bác là quá ok. Đầu tiên là cái ghế chỉnh điện đây này, rất phù hợp với những người mà gọi là lười kéo ra kéo vào. Ghế chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Đó, với một nội thất bên trong xe thì cực kỳ tươi mới luôn. Vô lăng méo thể thao, đây các bác nhìn này, vô lăng méo, logo sư tử, có chữ Peugeot và có túi khí an toàn trên vô lăng. Em này thì là bản 6 túi khí các bác nhá, có túi khí ở đây, túi khí bên này và túi khí ở ghế, hai bên ghế này. Đấy, và cột, đấy, dọc rèm, túi khí rèm. Và các bác để ý là toàn mặt táp lô của xe là còn nguồn nguyên. Em này thì 100% là không có taxi dịch vụ nhá, xe gia đình. Đấy, và đồng hồ hiển thị số của chiếc xe là đồng hồ 2 tầng. Cái này thì nó hơi bị cháy sáng, cháy nắng một tí các bác thông cảm. Em hạ xuống này các bác nhìn này, đồng hồ hiển thị số 2 tầng, rất là hiện đại luôn. Có đồng hồ tốc độ ở phía tầng trên và đồng hồ hiển thị màn hình phía tầng dưới. Đấy, và toàn bộ là đồng hồ hiển thị số chứ không có đồng hồ hiển thị cơ nhá các bác nhá. Và đấy các bác nhìn này, cái thiết kế của mặt đồng hồ táp lô xe cũng rất là ok, xịn sò luôn. Về phần điều hòa thì chiếc xe này là điều hòa điều chỉnh phím bấm nút đàng hoàng. Đấy, chạy rất là ok. Cái dòng này thì nói chung là được cái là độ ổn định cao. Và các bác có thể nhìn các cái cửa gió của xe thì nó mang tính chất rất là thể thao luôn. Đấy, vân này, vân carbon này. Đấy, vân carbon trên tất cả các cái mặt táp lô. Và có màn hình. Đấy, màn hình kết hợp với cam lùi, rồi giải trí, rồi định vị các thứ là đầy đủ nhá. Đấy, với cái tầm tiền các bác bỏ ra thì đây cũng là một sự lựa chọn không nên bỏ qua một chiếc xe giá thực sự là quá rẻ luôn. Hai cổng sạc, đấy, cho điện thoại cho các bác luôn. Đây là cổng sạc chậm này, còn đây là cổng sạc nhanh này. Đấy, và cái này thì có các cái khay để đồ rất là tiện lợi luôn. Bên này thì cần số này, ra khâu căng, đấy, sạch sẽ, số má đầy đủ, đấy, số tự động các bác nhá. Và có chế độ sử dụng bằng tay, chế độ mờ này, sử dụng bằng tay, và phanh tay điện tử này.
Và hoặc là cái nút này là chế độ mà điều khiển cho các bác driver mode, là cái chế độ cài đặt hướng dẫn gọi là lái theo cái chế độ sport hay là eco. Máy 1.2 rồi nhưng vẫn có eco, nên là ăn xăng thì nói các bác là quá như người luôn. Đấy, vô lăng méo, có tích hợp phím điều khiển đây. Và nói chung là được cái là cái dòng này thì chạy rất là sướng. Vô lăng khâu da này, cầm nắm chắc chắn, vừa tay, không hề bị khó khăn tức bí tí nào. Và phần dưới này thì có phím điều khiển ga tự động cruise control. Đó, nói chung là với cái dòng xe đến từ thương hiệu Pháp thì đây là một chiếc xe rất là ok. Đèn ổ start top thông minh. Và trần xe, à, trần vải này các bác này. Đấy, trần đây này. Đấy, em này thì bốn kính là chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Đấy, kính là lên xuống nhẹ nhàng êm ái luôn. Và nội thất, và con này thì được cái là điểm cộng là toàn bộ nội thất ghế da của xe là còn ok. Đấy, sạch sẽ ngon lành, cam kết cho các bác là zin tuyệt đối luôn nhá. Đấy, cam kết zin tuyệt đối, và các bác chỉ cần trả trước cái con xe này là tầm khoảng 300 triệu thôi. Thế còn nếu mà các bác mà chưa đủ điều kiện thì các bác có điều kiện thì các bác trả cho nó khoảng hơn 600 là các bác đã có ngay được chiếc Peugeot này rồi. Đấy, nội thất này, toàn bộ các cái bản lề của xe là zin nguyên nhá, chưa tháo mở gì luôn. Đấy, con này thì được cái là bao test hãng, bao check thoải mái cho các bác luôn. Keo chỉ bao zin này, nguyên bản luôn này. Đó, các bác nhìn nhá, toàn bộ keo này, cánh của xe này, chỉ lề chỉ zin. Đấy, nguyên bản của hãng. Và đây là một chiếc xe Pro 2008 được sản xuất và lắp ráp tại Trường Hải mình nhá các bác nhá. Vâng, sản xuất và lắp ráp bởi công ty ô tô lớn nhất Việt Nam. Đấy, chất lượng thì các bác yên tâm đảm bảo vì theo dây chuyền công nghệ của châu Âu rồi. Và riêng cái dòng này thì được cái là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó được đánh giá xanh, rất là ok. Đấy, ăn xăng chỉ tầm 4,7 lít, tính ra thì nó rơi vào tầm khoảng 1.000 đồng trên 1 km thôi. Các bác đi đường taxi còn đến 15.000 đồng chứ ở đây chỉ có 1.000 đồng. Và với một chiếc xe mà thời trang đẹp như thế này, kiểu dáng của xe là một mẫu crossover nhỏ, gọn, tiện lợi. Vâng, cái dòng này nó không phải dòng SUV, gầm nó thấp hơn một chút. Đấy, kiểu dáng dáng trường thể thao hơn một chút. Và đặc biệt là em này yêu ngay từ cái nhìn ban đầu. Đối với ba cái đèn LED này, ba cái đèn LED ban ngày, định vị cả cả ban đêm. Nhìn nó đặc trưng luôn của dòng Peugeot. Và các bác nhìn ạ, tất cả riêng về phần hậu của xe đây cũng là nguyên bản này. Đấy, toàn bộ là nguyên bản luôn. Cản sau xe thì bằng nhựa nhá. Cái này cản sau xe bằng nhựa nguyên. Có mắt cảm biến lùi phía đằng sau và bô kép thể thao bô đôi. À, bô đôi hai bên này. Lipo. Đấy, các bác nhìn đó, toàn bộ phía cần dưới đây. Em này thì có cái điểm trừ, bản thấp, đời thấp nên là nó sẽ không có mở cốp điện tự động, nhưng mà em gảy lên phát là nó lên. Đấy, các bác nhìn này. Ngay toàn bộ từ cái phần để mũ nón này cũng có này, rất tiện luôn. Rồi sàn cao su để cho các bác chống bị nước rơi xuống nhá. Lốp sơ cua đây. Lốp sơ cua còn nguyên và có móc tời kích lốp các thứ là có đầy đủ rồi. Không thiếu cái gì. Sàn này không hề có mục mặt tí nào. Và đây cũng là một cái mẫu xe giá cả rất là phải chăng cho mọi nhà. Đấy, toàn bộ đinh hàn, đinh tán ở xe là còn ngon nguyên. Và các bác thích một chiếc xe zin, thích một chiếc xe cứng thì đây là một sự lựa chọn không nên bỏ qua. Em này thì về ngay chiều ngày hôm qua, thế nhưng mà do thời tiết mưa gió này là em không thể review siêu gọi là full hình video dài được. Là hôm nay thì em sẽ review chi tiết hơn vì thời tiết ngày hôm nay cực kỳ đẹp. Một ngày chủ nhật khá là khô ráo, sạch sẽ và thời tiết rất là nắng đẹp luôn các bác nhá. Xe đang có mặt tại Dĩ An, Bình Dương các bác nhá, chứ không phải là ở ngoài Hải Phòng đâu. Vâng, đang có mặt tại Dĩ An, Bình Dương. Chất xe cứng đét các bác nhá. Và là riêng cam lùi qua hẳn hai mắt luôn. Đấy, một chiếc xe cực kỳ cứng cáp với động cơ máy chỉ có 1.2 thôi, máy turbo. Và các bác để ý cho em toàn bộ sườn này, sườn cánh của xe là sơn zin luôn. Đấy, nguyên bản, không hề có lượn sóng, không hề có gồ ghề nhé các bác nhá. Với cái dòng xe tầm này thì đây là một chiếc xe giá lại vừa hợp lý này. Và xe thì cũng rất là cứng luôn, chứ không hề lỗi lầm tí nào. Và với cái dòng xe của châu Âu thì Peugeot vẫn là một cái thương hiệu đẳng cấp đỉnh cao rồi. Lốp Goodyear 2015-60, la răng 17, la răng phay của chiếc xe là la răng 5 chấu kép, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ nhá. Em này thì chưa có dọn dẹp gì, nó vẫn còn vậy thôi. Thế nên là đây này, cua lốp nó bẩn mụi ra, nhưng mà được cái chống ồn của cua lốp thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, dàn lốp 2021 nguyên của hãng thì cái này là chạy đến bây giờ 2.8 rồi. Nhưng mà cái dòng này là cái dòng lốp chuyên dùng cho những chiếc xe hạng sang, nên là đi nó rất là êm. Đấy, rãnh lốp mỏng mềm. Đấy, là các bác đi thì cách âm chống ồn của xe thì cực kỳ tốt luôn nhá. Với động cơ máy 1.2 ăn xăng ít. Đấy, xe thì cực kỳ sạch sẽ. Và đấy các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ chỉ gánh của xe cũng như là phần cánh. Đấy, kính điện nó thứ là lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đấy, phần bên dưới này các bác nhỉ, sàn da 6D này, cái này thì cũng chưa dọn dẹp, đây còn đầy bụi này các bác này, còn đầy bụi luôn. Đấy,
chưa kịp dọn dẹp một tí nào. Đấy. Vâng, xe vừa về xong chưa kịp dọn dẹp. Bên em thì cứ bán mộc thôi, chả có gì giấu giếm mà. Có sao bán vậy. Vâng. Đây, các bác nhìn nào. Đấy, model này, kiểu dáng này, các thứ có hết nha, 2021 này. Đấy. Một chiếc xe chạy rất là tiện lợi, và con này thì rất phù hợp với các bác nào yêu thích một chiếc xe đến từ châu Âu, yêu thích một chiếc xe kiểu dáng đẹp và yêu thích một chiếc xe giá hợp lý. Thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, đèn pha, đèn hậu các thứ của xe là hoạt động hoàn toàn ok. Ở con này có một cái chức năng rất là an toàn, đó là các bác để ý nhá, phải mở cái cánh cửa này ra mới có thể là mở được cái nắp capo. Đấy. Riêng về khối động cơ của chiếc xe này, động cơ máy 1.2 nhỏ gọn, xinh xắn, tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà máy của nó 4 máy nên là máy rất là tròn đều luôn, không bị ý yếu như là cái dòng 3 máy. Và các bác để ý là có turbo, đây là turbo này. Đấy, có turbo nhá. Máy khô ráo sạch sẽ đẹp luôn. Đấy, tất cả các cái phần từ chân máy cho đến ốc mặt máy các thứ là xe là vẫn còn nguyên, và xe thì được bảo hành bảo dưỡng định kỳ tại hãng rồi. Về là các bác cứ yên tâm là chỉ việc đi thôi. Nói chung là những người mà đi những cái dòng như thế này thì nói các bác là hầu như là đều là những người là rất là am hiểu về xe, và mua những cái dòng này thì vừa sang vừa chạy nhưng mà giá nó lại vô cùng hợp lý. Một dòng xe phù hợp với túi tiền các bác nhá. Đấy, một dòng xe rất là phù hợp với túi tiền cho mọi nhà. Đấy, các bác đi thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, một chiếc Peugeot 2008. Đấy, đầu nhất các thứ còn nguyên. Cái này thì bên em sẽ bao đảm bảo cho các bác luôn nhé, các bác yên tâm nhá. Số khung của xe là nằm ngay đây này. Đây, số khung đây này. Đấy, còn số máy nó nằm ngay mặt này, rất dễ nhìn. Nói chung là con này cả số máy hay là số khung thì đều dễ dàng. Đấy, cabo này, keo chỉ này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, cabo keo chỉ này. Còn nguyên này. Đấy, và toàn bộ tất cả cái phần thảm nỉ của xe là còn nguyên nhá. Đấy, xe bao đẹp bao chất cho các bác. Các bác yên tâm là riêng cái dòng này bảo hành bảo dưỡng hãng đầy đủ, nên là về chất thì không cần phải nghĩ ngợi. Cảm biến trước sau đầy đủ. Đấy, led định vị ban ngày, rồi led định vị ban đêm ok. Vâng, mặt ca lăng thì quá ok rồi. Và với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm 600 đến 700 thì đây là một sự lựa chọn không nên bỏ qua, rẻ hơn 200 triệu so với xe cùng tầm giá. Và đây các bác nhìn này. Đấy. Đời cao thì mình gọi tiêu dùng thông thái, 2 năm làm gì ra được một số tiền rơi vào tầm khoảng 200 triệu đâu các bác. Vâng, mua một chiếc xe gọi là lướt đi, nhưng mà chất xe thì gần như là mới tinh luôn. Và xe thì đang có mặt tại thành phố Dĩ An, Bình Dương các bác nhá. Các bác nào yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp, lái thử. Nhưng mà em cứ dặn trước là con này máy 1.2 turbo nên là nó không khỏe như là máy 3.0 đâu. Nhưng mà được cái các bác cứ đi đường trường ấy, các bác đổ 1 triệu tiền xăng có mà đi cả ngày. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Dương thôi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. À mà quên, con này giờ phải đi đã cho nó sướng. Con này được cái là đi thì rất là linh hoạt và số má thì ngọt ngào. À, đi chơi không? Đấy. À, lái rất sướng các bác ạ. Chợ lái nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đấy, à, và con này lái trống, lái khô nó cũng rất là ok chứ nó không phải nghĩ ngợi. Đấy, à, nói chung là với riêng cái dòng xe Peugeot thì đây là một chiếc xe rất là linh hoạt luôn. Giá hợp lý này, xe còn ngon và cứng luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, bác nào yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe nhá. Đồng hồ hiển thị số thể thao nhìn rất là phê luôn này. Đấy, đồng hồ hiển thị số này, xe cực kỳ cứng luôn, ngồi cách âm chống ồn rất tốt luôn các bác ạ. Vâng, không hề có một cái gọi là tiếng ồn dội vào khi mà mình kéo hết kính lên các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Diêu thôi. Chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.